Mến chào quý vị khán giả đang đồng hành cùng kênh Tin Mới. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe và có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng tôi. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện gì? Tình hình an ninh thế giới có gì đặc biệt? Quý vị và các bạn hãy cùng cập nhật với chúng tôi qua phần điểm tin chính. Xin chào! Rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay của Tin Mới. Các bạn thân mến, thời gian gần đây, vấn đề về Biển Đông và mối quan hệ ngoại giao của Việt Nam với hai cường quốc Mỹ, Trung luôn làm nóng trên các truyền thông nước ngoài. Ai cũng biết Mỹ và Trung Quốc đang hướng sự quan tâm và mong muốn nâng tầm ảnh hưởng đến khu vực Đông Nam Á và châu Á-Thái Bình Dương. Trong khi đó, Việt Nam lại là một trong số các quốc gia có vị thế quan trọng lớn trong khu vực. Hơn nữa, chính sách ngoại giao vừa mềm dẻo vừa cứng rắn của Việt Nam đã lấy được sự nể trọng của nhiều quốc gia trên thế giới. Việt Nam sẵn sàng làm bạn, làm đối tác và kiên quyết không làm đồng minh của các nước này để chống lại nước khác. Không những thế, thái độ của Việt Nam về vấn đề Biển Đông cũng khiến các quốc gia có cái nhìn rất khác về Việt Nam. Thậm chí, truyền thông nước ngoài còn cho rằng Việt Nam là một quốc gia có chiến lược vô cùng kiên quyết và mạnh mẽ trên Biển Đông, khác hoàn toàn với các quốc gia trên khu vực. Thậm chí, cách đây vài năm, một số tờ báo Mỹ còn dùng từ hiếu chiến và so sánh với độ hùng hổ của Bắc Kinh để nói về phản ứng mạnh mẽ của Việt Nam về các vấn đề trên Biển Đông. Các bạn hãy cùng Tin Mới tìm hiểu xem báo nước ngoài nói về thái độ trên Biển Đông của Việt Nam như thế nào và sự hiếu chiến mà họ nhắc đến thực tế ra sao. Vì sao mà chúng ta phải thực hiện chiến lược ấy? Không để các bạn chờ lâu, chúng ta hãy bắt đầu tìm hiểu nhé! Trước hết, chúng ta phải một lần nữa khẳng định rằng Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Đó là chân lý không thể chối cãi được. Việt Nam sẽ bằng mọi giá để bảo vệ chân lý này. Các bạn thân mến, có một bài trên báo Mỹ đã đăng tải cách đây vài năm viết về các động thái của Việt Nam trên Biển Đông. Nhưng cho đến thời điểm này, có vẻ như nó vẫn mang tính khá thời sự và đang được cư dân mạng đào mộ lại. Cụ thể, trên Forbes.com của Mỹ có đăng tải một bài viết với tựa đề rất giật gân như sau: Việt Nam trở thành quốc gia có lực lượng hải quân hiếu chiến nhất châu Á, chỉ sau Trung Quốc. Nghe đã thấy tò mò và hết sức câu view rồi phải không ạ? Tin Mới xin được lược dịch bài viết này như sau. Tác giả bài báo viết, Trung Quốc đã gây ra nhiều tranh chấp chủ quyền trên biển ở châu Á bằng cách bôi đất để xây dựng các đảo nhân tạo. Không những thế, họ còn bổ sung cơ sở hạ tầng và trang bị khí tài quân sự ở các đảo đó. Những điều mà Trung Quốc đã làm mục đích là để khẳng định rằng Biển Đông là sân nhà của Bắc Kinh. Chính quyền Bắc Kinh đã điều khiển các tàu tuần duyên đi khắp các vùng đặc quyền kinh tế của các nước trong khu vực. Trong đó có Brunei, Malaysia, Philippines và cả Việt Nam nữa. Chưa dừng lại ở đó, ngoài khơi bờ Biển Đông của mình, Trung Quốc còn thường xuyên cho tàu thuyền qua lại vùng biển có tranh chấp và do Nhật Bản kiểm soát. Tuy nhiên, các bạn hãy nán lại một chút và xem cách cư xử của Việt Nam đối với các động thái bành trướng của Trung Quốc. Việt Nam, quốc gia có đường bờ biển dài 3.444 km, đã cho thấy đây là một đất nước không dễ chơi và là một cường quốc về hàng hải. Sức mạnh hàng hải và độ hiếu chiến của Hải quân Việt Nam có thể đứng thứ hai ở châu Á, chỉ sau Trung Quốc, tác giả bài báo nhận định khi nói về Hải quân Việt Nam. Để khẳng định những điều mình nói là hoàn toàn chính xác, tác giả bài viết trên Forbes.com đã đưa ra các dẫn chứng mà người này cho rằng vô cùng thuyết phục về việc Việt Nam cũng khá hiếu chiến trên Biển Đông. Đầu tiên là việc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Hoa Kỳ cho biết Việt Nam đã bồi lấp nhiều đảo nhỏ ở Biển Đông hơn cả Trung Quốc, mặc dù cách làm của Trung Quốc có thể mang tính hủy diệt hơn. Số đảo của họ trong các đảo Trường Sa hiện nay nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trong khu vực. Dẫn chứng thứ hai là Việt Nam đã ký hợp đồng với công ty con của nước ngoài, của công ty dầu khí quốc doanh Ấn Độ để khai thác nhiên liệu hóa thạch dưới đáy đại dương. Đương nhiên, Bắc Kinh không thích điều này vì Bắc Kinh luôn nhận rằng chủ quyền vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông của Việt Nam là một phần của Trung Quốc. Tuy nhiên, Việt Nam đã không lùi bước, không nhân nhượng trước luận điệu này mà kiên quyết thực hiện theo luật. Thứ ba, tác giả bài báo cho biết, các học giả theo dõi tranh chấp hàng hải trên Biển Đông nhận ra rằng đã xảy ra một số vụ việc tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam đã gặp sự cố ở các vùng biển nước ngoài hoặc vùng biển tranh chấp đối với quốc gia khác. Về sự việc này, nghiên cứu của Đại học British Columbia Mỹ đã chỉ ra xuất khẩu thủy sản đánh chiếm một vị trí quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Nguồn cá ở Việt Nam đã cạn kiệt, vì vậy họ phải mạo hiểm đi xa hơn để tiếp tục đánh bắt. Khi họ tiến xa hơn, họ sẽ dễ dàng đi vào vùng biển của các quốc gia khác.
Luận điểm thứ tư mà tác giả bài viết trên báo Mỹ đưa ra là Việt Nam đã quyết liệt phản đối Đài Loan để thể hiện chủ quyền của mình trên bán đảo Ba Bình. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã ít nhất một lần vào năm 2016 và một lần nữa vào tháng 3 năm 2017 lên tiếng khi Đài Loan tổ chức diễn tập bắn đạn thật ở khu vực đảo này. Việt Nam nói rằng hoạt động của Đài Loan đã vi phạm chủ quyền của nước họ. Bất cứ khi nào Đài Loan ra tay, Việt Nam đều phản đối. Mọi chuyện luôn xảy ra như vậy và Việt Nam khá quyết đoán trong việc này, đặc biệt là thái độ với Trung Quốc của Việt Nam khá cứng rắn. Trung Quốc đang sử dụng biện pháp khuyến khích kinh tế để hòa hợp với các quốc gia khác trên Biển Đông. Tuy nhiên, đối với Việt Nam, Bắc Kinh luôn không nhận được sự hồi đáp nào một cách thỏa mãn theo ý của Trung Quốc. Việt Nam luôn làm theo cách của họ và kiên quyết bảo vệ lập trường, quan điểm trên Biển Đông, khiến Trung Quốc không thể làm gì được. Từ những dẫn chứng trên, tác giả bài báo đi đến kết luận rằng chiến lược trên biển của Việt Nam vô cùng ý nghĩa. Đất nước 93 triệu dân này đang trên đà phát triển kinh tế và kinh tế biển là một phần quan trọng trong chiến lược quốc gia. Người dân Việt Nam luôn tin tưởng vào chính phủ và những quyết sách mạnh tay của chính phủ bảo vệ chủ quyền biển đảo. Các bạn thân mến, trên đây là lược dịch một bài viết trên báo điện tử Forbes của Mỹ. Mặc dù bài báo đã được đăng tải cách đây vài năm, nhưng như chúng mình đã nói ở trên, tính thời sự của nó thì vẫn còn nóng hôi hổi. Ngoài cái tít có vẻ hầm hố và câu like thì các dẫn chứng mà tác giả bài viết đưa ra đều xác thực. Tuy nhiên, chúng ta phải nhìn nhận một cách khách quan dưới góc nhìn đa chiều về việc vì sao Việt Nam lại phải thực hiện những điều trên. Vì sao Việt Nam phải kiên quyết đến cùng, phải cứng rắn đến cùng trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo và tỏ thái độ trước những diễn biến bất lợi trên Biển Đông. Nếu hiểu theo một cách đa chiều thì cái tít bài báo là nói quá. Khi bảo Việt Nam chúng ta hiếu chiến, chúng ta không hề hiếu chiến. Từ xưa đến nay, Việt Nam được biết đến là một quốc gia yêu chuộng hòa bình. Tất cả các cuộc chiến tranh xảy ra ở Việt Nam đều là chiến tranh phòng vệ chính nghĩa, chống lại kẻ thù xâm lược, bảo vệ nền độc lập tự do. Chính sách của Việt Nam trên Biển Đông cũng vậy, như con giun xéo mãi cũng quằn. Việt Nam cũng đã từng rất kiên nhẫn với những chiêu trò khiêu khích, trơ trẽn của Bắc Kinh trên Biển Đông. Tuy nhiên, khi động đến chủ quyền biển đảo, thì Việt Nam sẵn sàng xù lông bất cứ khi nào. Trên chính trường, chúng ta luôn kiên trì phản đối các hoạt động trái phép của nước ngoài trên vùng đặc quyền kinh tế của chúng ta, kiên trì bám vào luật pháp quốc tế và công ước về luật biển để phản đối. Trên thực địa, chúng ta cũng có những hành động thiết thực để bảo vệ chủ quyền biển đảo. Việc Việt Nam bồi lấp, cơi nới đảo như trong bài viết của Mỹ cũng là một hành động cần phải làm và chúng ta đã làm đúng theo luật. Lịch sử đã chứng minh Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam, điều này không thể chối cãi và Việt Nam có hàng tá bằng chứng để chứng minh điều này. Chúng ta xây dựng, cơi nới, làm khang trang cơ sở hạ tầng trên đảo thuộc chủ quyền thì chẳng có lý gì là sai cả. Nhưng Bắc Kinh luôn phủ nhận điều này và có những hành động gây hấn, thậm chí là gây căng thẳng. Tuy nhiên, khác với thái độ của các quốc gia khác, Việt Nam vẫn rất điềm tĩnh, lặng lẽ làm việc mà mình cần làm. Việc Việt Nam triển khai khai thác dầu khí trên thềm lục địa của mình cũng là một việc làm đúng và cần làm. Triển khai hợp tác với nước ngoài khai thác dầu khí trên thềm lục địa có thể coi là một hành động rất cứng rắn của Việt Nam trước những khiêu khích của Bắc Kinh về chủ quyền biển đảo. Còn nhớ vào năm trước, khi Trung Quốc đưa 220 tàu cá diễu hành trên Biển Đông, làm khách không mời trơ trẽn ở vùng biển của nhiều quốc gia trong khu vực, trong khi Philippines điên cuồng phản đối, đưa cả máy bay và tàu chấp pháp ra thể hiện thái độ, thì Việt Nam hết sức mềm mỏng. Một mặt phát ngôn phản đối theo luật, mặt khác âm thầm công bố cảng dầu khí lớn nhất Đông Nam Á tại giàn khoan Sa Vàng Đại Nguyệt, gần bãi tư chính mà Trung Quốc suốt ngày nhăm nhe, chiếm dụng và không ít lần từng dây ống khoan đi để thăm dò, hạ đặt trái phép. Việc công bố mở cảng dầu khí Sa Vàng Đại Nguyệt đã gần như là một cái tát trời giáng vào cái được gọi là chiến thuật vùng xám và những luận điệu lấy của người nhận làm của ta của Trung Quốc. Việc làm âm thầm và hiệu quả của Việt Nam đã khiến các nước trong khu vực phải ngả nón bái phục. Thái độ kiên quyết của Việt Nam đối với những thỏa thuận về kinh tế, chính trị của Bắc Kinh cũng khiến cho Việt Nam được quốc tế đánh giá cao. Họ cho rằng Việt Nam không phải là một nước để dễ thỏa hiệp, chỉ thấy cái lợi trước mắt mà không nhìn thấy cái lợi lâu dài. Trước đây, Trung Quốc từng có lần muốn ngỏ ý cùng Việt Nam khai thác dầu khí trên biển. Trung Quốc sẽ bỏ vốn, kỹ thuật và thực hiện khai thác, còn Việt Nam không cần làm gì cả. Chỉ cần công nhận chủ quyền và hợp thức hóa việc khai thác dầu của Trung Quốc là nghiễm nhiên ngồi dùng đồ nhận tiền. Nhưng chúng ta đã không chấp nhận điều này mà kiên quyết tự khai thác. Thái độ này cũng khiến Bắc Kinh giận tím mặt. Không chỉ Trung Quốc, bất kỳ quốc gia nào có động thái ảnh hưởng đến vùng biển đảo của Việt Nam, chúng ta đều không hề đứng nhìn. Thái độ với những lần tập trận của Đài Loan là một ví dụ,
việc phản đối thể hiện quyền và chủ quyền không thể để các nước khác ra vào vùng biển của chúng ta như nhà vô chủ được. Các cụ có câu, đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Việt Nam là nước yêu chuộng hòa bình, nhưng không phải vì thế mà nhu nhược, thiếu bản lĩnh cho các thế lực thù địch. Tất cả những việc chúng ta đã làm để bảo vệ chủ quyền biển đảo là hợp lý, đúng luật và đúng tinh thần quốc gia. Nó có thể bị coi là hung hăng và hiếu chiến được phải không các bạn? Video đến đây là hết rồi. Nếu bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa, thì hãy dành cho Tin Mới sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video này đến với mọi người nhé. Bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của Tin Mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.